Cô Sa Đức Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh và sai khắp toàn quốc. Kính thưa quý vị, Bà Sa Đức Huy đang có mặt ở Quảng Nam, Đà Nẵng và đang đứng trước nhà vườn và cũng là cái quán cà phê Mộc Viên của gia đình anh Tư tại Quảng Nam. Kính thưa quý vị, là Bà Sa Đức Huy đặt chân đến mà quá bất ngờ với không gian diện tích cực kỳ rộng lớn của vườn anh Tư. Quý vị ơi, quý vị sẽ bất ngờ đấy quý vị ạ. Đây anh Tư đây quý vị ơi. Anh em chào anh nhá. Em chào Đức Huy nhá. Hôm nay thì khán giả của Bà Sa Đức Huy sẽ được khám phá một nhà vườn lớn tại Quảng Nam. Chào Bà Sa Đức Huy và chào tất cả anh em yêu cây trên toàn quốc. Vâng, em chào hôm anh Tư nhá. Hôm nay hạnh được đón tiếp Đức Huy tại vườn. Anh em hôm nay em đến bất ngờ với cái không gian rộng lớn ở cái vườn cây của anh. Thì anh Tư có thể vừa đi và vừa chia sẻ, trò chuyện với em và cùng với quý vị khán giả một chút. Dạ. Thì anh có thể cung cấp cái tổng diện tích của vườn mình thì khoảng bao nhiêu mà rộng thế anh? Diện tích của vườn thì nó rơi vào khoảng hơn khoảng 12.000 mét. 12.000 mét vuông. Khoảng hơn 1 hectare gì đấy. Hơn 1 hectare. Quá rộng quý vị ạ. Quý vị biết là chơi cây có cái không gian rộng như vậy thì đó là cái điều thực hiện quá lý tưởng rồi. Và bên cạnh thì quý vị đến ngắm cây thì lại được hòa mình với cái không gian cà phê vườn, đúng không anh? Đúng rồi. Rất là thư thái này. Để cho mà cây em nhìn thấy cây của anh nhiều cây khủng lắm anh Tư nhỉ? Mình thì cũng thích những dòng cây to khủng. Ui dồi, những cây khế này quý vị này. Rồi những cây thị này. Khủng khiếp quý vị ơi. Cây thị quý vị ơi. Cây này thì cái chiều dài bệ này thì bao nhiêu mét hả anh Tư ơi? Mà khủng thế này. Tổng chiều dài của cái bệ nó là 7 mét. Ui dồi, 7 mét quý vị ơi. Cây thị. Cái này mà xây dựng cũng được 4 năm từ cái phôi. Và đặc biệt chuối. Những cây chuối khủng nhiều lắm quý vị ạ. Số lượng chuối của anh ở vườn này thì có tất cả bao nhiêu cây hả anh? Hiện tại bây giờ nó nằm ở trong vườn cả lớn cả nhỏ thì nó rơi vào tầm 50 cây. 50 cây. Vâng. À. Cái cây to nhất là cao mấy mét anh? Cây to nhất thì nó cao, tức là cây mình không có cây nào mình xây dựng cao quá 4 mét thì nó phải rơi tầm 3 mét rưỡi đổ lại. À, cũng không chế, không có cây nào quá 4 mét. Tức là từ mặt trời ấy, thì nó rơi vào khoảng dưới 4 mét. Ui dồi, quý vị nhìn thấy cái vành thân này, khủng khiếp làm sao quý vị ơi. Vành thân này có đến phải xấp xỉ 2 mét đấy anh nhỉ? Cái hoành của thân này nó 360, tức là 3m6. 3m6, à. Còn cái hoành bệ này nó rơi vào 650, thì đấy. Ui dồi. Cây này bệ. Nó cao 3m5. 650 thì chỗ vành bệ lại thì chiều dài bệ hơn 2m rồi. Chiều dài bệ nó hơn đúng 2m. Rồi, cái thân này thì gần 2m là đúng rồi. Quá khủng quý vị ơi. Đây là một cái nhà vườn lớn tại Quảng Nam quý vị nhé. Hôm nay thì Bà Sa Đức Huy được cảm nhận cái nắng, cái gió của miền Trung. Anh em chúng tôi đang ngắm cây giữa cái thời tiết rất là nắng quý vị ạ. Hôm nay thì quý vị sẽ được chiêm ngưỡng rất nhiều những cái thước phim ở vườn anh Tư. Bà Sa Đức Huy sẽ chia sẻ cặn kẽ cho quý vị. Và đây là cái thước phim tổng thể quý vị nhé. Một cái thước phim tổng thể thì Bà Sa Đức Huy cũng không thể quay chi tiết, phân tích tỉ mỉ từng tác phẩm được. Xin phép quý vị là quay lướt cho quý vị cảm nhận cái thước phim bao quát và một số những cái cây đặc sắc để quý vị thấy được vườn anh Tư quy mô như thế nào. Quý vị đến với một cây chuối đang xây dựng. Cây này cái dáng quần thụ. Anh ơi, cây chuối của anh này rất đặc biệt này. Thiên nhiên đã cho một cái cây chuối phải nói là cái dáng quần thụ. Đặc biệt quá. Mình đang xây dựng cái tác phẩm này
trở thành tác phẩm Âu Lạc ấy. Âu Lạc đó. Giống Âu Cơ Lạc Long ấy. À, Âu Cơ Lạc Long. Ở trên nó kèo hay lắm, giống như là trăm trứng nửa trăm con ấy. À, rất nhiều những cái cây nhỏ quý vị nhá. Và trên cái cây lớn, quý vị nhìn thấy này. Cái cây lớn thì có một cây to nhất, xong rồi đứng có những cái cây nhỏ hơn. Cây dưới này của anh ấy khá đặc biệt quý vị ạ. Và ở lưng chừng này thì có một cái sự kết nối giữa các thân, quý vị nhìn thấy. Đó là cái điều đặc biệt. Và để thiên nhiên mà cho một cái cây dưới đẹp thế này thì không hề đơn giản. Quý vị nhìn thấy và quý vị hình dung sau khi tác phẩm hoàn thiện thì bóng tàn đẹp thế nào. Rất nhiều những cái cây lớn nhỏ đan xen nhau. Đây là một cái cây dưới dáng quần thụ rồi. Cây này của anh cực kỳ đặc biệt quý vị ạ. Hôm nay Bonsai Đỗ Huy đến thì tác phẩm này đang xây dựng. Và chúng ta sẽ chiêm ngưỡng và sẽ chứng kiến cái quá trình phát triển của tác phẩm. Mà hôm nay cái thước phim này thì quý vị sẽ chiêm ngưỡng. Và có thể là sau này, thời gian sau Bonsai Đỗ Huy trở lại thì lại chia sẻ với quý vị cái quá trình đổi thay của cây dưới này. Quý vị nhìn thấy vườn anh ấy nhiều lắm. Nếu để mà chia sẻ những cái cây dưới tiềm năng thì trong một thước phim này không thể chia sẻ hết được. Đây cũng là một cái cây dưới đang xây dựng. Cây này về với anh mấy năm rồi anh? Này 2 năm. 2 năm à? Cái này cũng cây hai thân chính. Nó có cầu kèo và anh ấy cũng sau này cũng xây dựng một cái giàn tử ở vùng xung quanh, vùng quanh. Tí có lẽ Bonsai Đỗ Huy sẽ dành cho quý vị một cái thước phim chuyên về dưới. Chúng ta sẽ anh ơi, ở khu này thì em thấy ở phía trong này có những cái cây dưới cũng rất là đặc biệt này. Anh em rất là số lượng nó cũng nhiều rồi, cũng chưa có làm kịp. Rồi quý vị thấy này, quay lướt cho quý vị một chút. Cái phôi này cũng đặc biệt lắm quý vị này. Tuy chỉ là phôi thôi, nhưng cây này nếu khai thác hết cái tiềm năng của cái cây dưới này thì sẽ là một cái tác phẩm đặc biệt đó quý vị ạ. Nó có những cái cầu kèo nó hay, có những cái điểm nhấn của thiên nhiên quan tặng nó cũng hay. Quà tặng từ thiên nhiên đây. Cái này thì chắc mới về vườn của anh Tư chắc được độ 2-3 năm chưa anh? Cái này hơn 1 năm thôi Đức Huy ơi. Đấy. Mới hơn 1 năm đây hả? Chưa tròn 2 năm. Một cái phôi rất tiềm năng quý vị nhé. Một khu vườn mười mấy ngàn mét vuông được quý vị hình dung. Chắc chắn là đi tham quan cũng mỏi chân rồi, ngắm cây đã mắt rồi quý vị ạ. Và chúng ta đang dừng chân ở một cái cây dưới cực kỳ tiềm năng. Anh ơi, cây này của anh cũng rất đặc biệt. Cây này có những cái nét thiên nhiên ban tặng cho, những cái nét tự nhiên. Nó cũng và có chưa có thời gian nó có nhiều cái điểm khó anh nhỉ. Này có nhiều cái chiều sâu điểm của khó, nó cũng hơi rất là khó. Và có rất nhiều những cái nét chiều sâu. Và một cây những cái tầm này thì sau xây dựng thì em nghĩ là cũng phải cao khoảng 2,5 mét không anh? 2 mét thôi Đức Huy ơi. À sau này 2 mét rồi anh. Đấy quý vị thấy này, cái chiều cao sau này là vừa phải. So với những cây dưới mà anh xây dựng 3 mét mấy ấy, đúng không? Đúng rồi. Thì cây này vừa phải. Cái này vừa. Thì nó cầm tầm trung ở trong vườn. Tầm trung ở vườn của anh Tư. Nhiều lắm quý vị đây trong đằng sau này. Nhưng mà cây này là cây khá đặc biệt rồi quý vị ạ. Thì cũng như vừa rồi Bonsai Đỗ Huy giới thiệu thì tí nữa sẽ có một clip dưới thì sẽ
sẽ chia sẻ và sẽ trò chuyện với quý vị lâu hơn. Mặt sau đã hơn anh Thừa. Thực ra cái này là nó là mặt chính đó thôi. À đây mặt chính hả? À, quý vị ơi, quý vị nhìn thấy đây. Đặc biệt lắm. Thế là anh ấy quay mặt phụ ra. Mình quay mặt phụ ra để cho nó hưởng ánh sáng mặt trời buổi sáng để cho nó phát triển cho nó đều cây. Vâng ạ. Một cây dưới đang xây dựng nhưng bonsai đã Huy đánh giá rất cao. Rất cao với cây này. Không biết quý vị có nhìn rõ không? Nhưng nó hơi bị khó nhìn bởi vì nó còn đang thả rong đó. Nhưng mà quý vị sẽ chiêm ngưỡng một số những cái điểm quý của những cái đường thân và cái thân bệ thì quý vị hình dung ra cái dưới đặc biệt thế nào. Mênh mông này quý vị này. Đây cái này cũng hay lắm. Anh ơi, thế là dưới của anh là khoảng gần 50 cây này. Đúng rồi. Thế rồi những cái dòng cây khác anh có thể chia sẻ là tổng thể vườn của anh khoảng bao mấy trăm cây. Nếu mà tính cả nhiều chủng loại trong vườn nó rơi vào tầm hơn 300 cây. À hơn 300 cây. Lớn nhỏ nhưng mà thực ra là nhiều cây lớn. Đa số là cây lớn đúng không? Đây là cũng những một trong những cái cây rất là tiềm năng và rất là khó. À. Cái gốc to thế này mà anh lại đưa về thấp thế này. Cái này xây dựng xong nó cũng rơi vào 2 mét. Quý vị ơi, đây là mặt, đây là cũng là mặt chính đây, quý vị này. Anh ấy thường thường là mặt chính anh ấy quay vào. Để cho mặt phụ đón ánh sáng để phát triển cho nó đều cây. Cây to thế này mà sau này cũng chỉ 2 mét thôi. Sau này cây này đang ngồi chậu rộng bao nhiêu anh? Cái chậu này rộng 2 mét và 2 mét rưỡi. À, thế là dài 2 mét rưỡi. Và anh có cái khế này cũng đặc biệt rồi quý vị này. Khế chua hay khế ngọt hả anh? Khế chua Đức Huy ơi. Ui dồi, cái khế này. Này nó cũng hay, nó cũng nhiều cái nét nó. Quý vị nhìn thấy cái thân chính cũng đã bị lúa mục, nhiều. Đã mục này. Hiện nay là cái lớp biểu bì quý vị nhìn thấy này. Bo này thì quý vị biết là phải rất lâu mới có những cái nét bo thế này. Và cái góc máy này quý vị nhìn thấy này, từ chân bệ đến đường thân. Hiện nay cái lớp lũa này tạo lên cái điểm dị của cái cây khế này. Cái khế này sau này anh ấy xây dựng chắc cũng chỉ cao khoảng 2 mét thôi anh Tư nhỉ? 2 mét không đến. Mét rưỡi. Cái này xây dựng khoảng 1 mét rưỡi, 1 mét rưỡi thôi quý vị nhé. Mét rưỡi, mét 6 thôi. Vừa rồi Bonsai Đức Huy giới thiệu với quý vị rất nhiều những cái cây đang hoàn thiện và đang làm và có một số phôi. Nhưng chúng ta sẽ đến với một số những cái tác phẩm của anh. Những cái tác phẩm đã đi chơi nhiều cuộc triển lãm rồi. Thì Bonsai Đức Huy nhìn thấy phía trước quý vị một tác phẩm si rất đẹp. Và ngay kế bên là một tác phẩm dưới. Bonsai Đức Huy vẫn nhớ tác phẩm dưới này. Năm ngoái anh có mang ra Bắc dự triển lãm Phúc Thọ anh nhỉ? Đúng rồi, đúng rồi. Năm ngoái là anh cả cái si này anh cũng ra triển lãm Phúc Thọ anh nhỉ? Đúng rồi. Quý vị. Và cái si này thì vừa rồi cũng ở triển lãm Bình Định. Miền Trung Tây Nguyên triển lãm Quy Nhơn Bình Định. Và chúng ta ngay bây giờ chúng ta sẽ ngắm tác phẩm si trước quý vị nhé. Tí nữa thì có lẽ là Bonsai Đức Huy sẽ dành riêng một thước phim để chia sẻ kỹ về cái nét đẹp của tác phẩm này. Bonsai Đức Huy nhìn từ xa chỉ thấy có rất nhiều những cái thay đổi, cái độ biến và độ già của cây tiến triển rất nhanh. Bởi vì là cây có sự ổn định chậu. Khi anh đưa cái nét tiểu cảnh này vào xong rồi thả nước và cây hiện nay phát triển rất mạnh.
bóng tàn rất tự nhiên quý vị nhá. Cái si này cao mấy mét anh Tư nhỉ? Từ mặt chơi cái cây si này lên tới đỉnh nó rơi vào 2,5 mét đó Khuy. Vâng, 2,5 mét. Ngồi đá thả nước và đang nằm trong cái bể Huế rất là đẹp. Cây si này thì anh Tư dự mấy cuộc triển lãm lớn rồi nhỉ? Ngày trước thì ở cái tầm địa phương thì đi nhiều, nhưng mà đi chơi lớn thì có mỗi ở Phúc Thọ và miền Trung Tây Nguyên của Bình Định vừa rồi. À, đúng rồi. Hai cuộc triển lãm lớn vừa rồi. Chúng ta sẽ đến với tác phẩm dưới quý vị nhé. Anh ơi, cái dưới này của anh thì chắc cũng góp mặt cùng với cái si hả? Mấy cuộc triển lãm lớn đấy nhỉ? Yeah. Đúng rồi đấy Khoa ạ. Đúng rồi. Gần như là cây si đi thì cây dưới cũng đi đúng không anh? Thì chúng ta đến với cây dưới hoàn thiện ở trong vườn của anh Tư. Tác phẩm này cao mấy mét anh Tư ơi? Tác phẩm này cao từ mặt chậu lên là 3,5 mét đó Khoa ạ. Vâng, 3,5 mét quý vị nhé. Một cây khủng. Cây này thì anh xây dựng mặt nào là mặt chính anh? Cây này thì hay là ngày trước nó là mặt trong rồi nó là mặt chính, nhưng mà cuối cùng mình cứ đưa mãi ra thì bây giờ nhìn thấy cái mặt lại sâu hơn thì nó tạo là thằng này nó trở lại mặt chính. Thế hả? Nên cơ bản là cây mình xây dựng hai mặt nó cũng tương đối đều nhau. Vâng. Nhưng mặt bên này nhìn nó sâu cây hơn. Bởi vì lý do hỏi anh như vậy bởi vì thấy anh ấy hay kê cây cho mặt phụ ra. Nhưng mà thấy cái mặt phía ngoài này thấy cũng rất là đẹp. Đây chúng ta sẽ chiêm ngưỡng mặt sau. Hai mặt đều đẹp. Nhưng khả năng anh chọn mặt kia mặt chính thì em cũng thấy hợp lý. Mặt bên kia em nó cũng thích mặt kia. Nhiều cái nét nó sâu hơn. Em cũng thích mặt kia. Thời tiết hôm nay thì quý vị biết là hơi nắng một chút, nhưng thời tiết rất đẹp quý vị ạ. Thời tiết Quảng Nam hôm nay, thời tiết tuyệt đẹp. Người miền Trung mà như thế này gọi là đẹp chứ không gọi là nắng. À, như thế này là đẹp thôi. Miền Trung nắng ác lắm. Vâng, vâng, vâng. Chào các anh nhá. Đây, đây các anh cũng mới đến tham quan cây vườn điện tử. Một thước phim tổng thể của quý vị ạ. Thì Bà Sa Huy sẽ đi nhanh một chút. Bà Sa Huy sẽ hỏi anh khách đến vườn của anh Tư một chút này. Em chào anh nhé. À, anh chào Đức. Anh có thể giới thiệu tên của mình một chút nhỉ? Anh tên Đường. Anh Đường à? Anh có thường xuyên đến chơi và cũng, tham quan vườn anh Tư không anh? Anh cũng hay đến. Tại vì cũng anh em cây cảnh. Vâng. Theo anh thì anh ở đây thì ở địa phương thì anh đánh giá thì anh Tư là người như nào và vườn anh Tư thì quy mô như nào anh? Thì trong anh Tư cũng là một người rất là đam mê cây cảnh. Vâng. Còn có quy mô vườn của anh thì rất là cũng ghê đó. Anh đầu tư toàn những cây kích cỡ siêu đại không? Khủng hả? Khủng không? À. Toàn là những cây nó có tầm vóc đồ sộ. Vâng. Nghệ thuật thì anh cũng chưa có tầm đánh giá được, nhưng mà nhìn mức độ đầu tư cái độ yêu cây của anh Tư cũng rất là ghê. Vậy là cũng đam mê cây mãnh liệt đấy. Mới làm được như này. Đúng như rồi. Vậy anh nhỉ. Đúng rồi. Phía trước quý vị là một tác phẩm xanh quê. Cây xanh quê này, anh ơi đây là chỗ này là rễ hay thân anh? Thân cái cây quê này á, cái giai đoạn năm 2000 ấy, thì mình cũng làm rất nhiều. Đấy, thì mới mang ra mới cột nó ra thế này nè. À. Tức là trước cây con nó ra rất là nhiều thân, xong mình đan rồi. Không đan vào đúng không anh? Vâng, đúng rồi.
lâu nay quý vị ơi, trải qua quá trình thời gian để tạo lên cái đường thân có những cái nét cột kèo khá ấn tượng. Một cây xanh quê này cao phải tầm độ 2 mét đó quý vị ạ. 2 mét. Cây có một cái cành rơi cũng rất là điệu, tạo điểm nhấn cho cây. Vui vui. Và chúng ta đi ngắm tiếp quý vị nhé, còn rất nhiều cây nữa. Phía trước một quý vị là một cái cây dúi đang xây dựng. Cây này thì cái form trực núi anh Tư nhỉ? Đúng là trực núi. Form trực núi, một cây dúi form khá lùng lực, đẹp, tiềm năng. Sau này xây dựng chắc chỉ cao khoảng tầm mét tư, mét rưỡi. Mét tư mét. Đúng rồi. Kết thúc nó ra vào mét tư. Mét tư quý vị nhỉ? Còn rất nhiều cây nữa quý vị ạ. Bà Sa Đa Huy muốn đi lướt cho quý vị đến với một cây me. Một cây me khủng nữa. Đằng cây này thì chắc anh cũng mới đưa về phải không anh? Cây này mình mang từ Lào về năm nay được 2 năm. À, cũng mua cây từ Lào mang nữa. Mang từ Lào về. À, cũng lại xuyên quốc gia rồi. Chắc là số lượng cây ở Việt Nam của anh ấy thì không đủ cho anh ấy mua, là phải sang cả Lào nữa rồi. Không đủ tiền mua cây Việt cho nên phải đi qua Lào mua thôi. Cây me khủng quý vị ạ, khủng khiếp đấy. Cây me này to nhưng mà thân dẹt anh nhỉ? Đúng rồi. Nó là cây cổ thụ nhưng mà nó lại có đặc biệt, nó là cốt của nó là cốt bonsai. Dạ. Bệ đế có. Còn rất nhiều cây nữa quý vị ạ. Bây giờ tôi sẽ đi quay lướt nhanh một chút. Không sợ cái thước phim này hơi dài. Quý vị nhìn thấy này. Dúi rất nhiều. Phía trước quý vị là hai tác phẩm dúi dáng lão anh đang xây dựng. Hai tác phẩm này cái chiều cao thì chắc phải tầm độ 3 mét rưỡi. Quý vị thấy này, hai cái dúi dáng lão. Một cái tương lai đầy hứa hẹn với những cây dúi như thế này. Và phía trong thì Bà Sa Đa Huy nhìn thấy rất nhiều xanh quý vị nhé, xanh quê rất nhiều. Anh ơi, anh cũng khá nhiều xanh đấy anh ạ. À, xanh quê thì mình chơi hồi giờ nó cũng lâu. À, xanh quê thì có giao lưu đi nhiều cái cây nó đẹp rồi. Thì còn những cái số còn lại cũng đang xây dựng. Lại một cái dúi nữa quý vị này. Phía trong là toàn xanh quý vị nhé. Ta sẽ đi chọn một số cây xanh của anh đi để chia sẻ cho quý vị. Vừa rồi dúi rồi, me rồi, si rồi. Chúng ta dừng chân ở cây xanh này đi quý vị ơi. Cây xanh quê này. Này nó là một cặp. À, một đôi anh. Một đôi. Một cây xanh quê dáng làng. Cây cũng phải cao đến chắc phải tầm 2 mét đó quý vị ạ. 2 mét, sấp xỉ 2 mét. Cây ngồi đá thâm thủy. Và một đôi quý vị nhé. Anh chia sẻ có một đôi. Phía trước quý vị là ngôi nhà thờ của gia đình anh. Và chúng ta đến với một tác phẩm xanh quê nữa. Đây quý vị ơi. Hai tác phẩm này cái đường nét đúng là một đôi anh nhỉ? Tương đối là giống nhau. Tương đối giống nhau. Giống nhau một chiếc này một. Trước được ông chú ruột ấy. Ông tạo tác từ khoảng thập niên 80. Vâng ạ. Từ trước tới giờ. Khá già nhưng mà vấn đề là do cái nguồn nước nó không được. Do nguồn nước nó kém quá nên là nước da cây nó không được, nó không được đẹp. Tạo tác thập niên 80.
rất lâu rồi. Hàng to khủng quý vị nha. Cây của miền Trung là vất vả lắm, phải che phải đậy suốt à. Nắng suốt anh vậy? Nắng lắm. Gần như là lúc nào cũng nắng. Nắng gió miền Trung quý vị thấy và quý vị hiểu khắc nghiệt như nào. Chúng ta đến với một cây đề. Anh Tư ơi, em thấy cây đề này già lắm này. Cây này cây thì chơi lâu chưa? Gia đình chơi cũng cây này cây thừa kế. À, thì, cây thừa kế của gia đình anh. Đúng rồi, thì thời gian nó cũng khá lâu. Một cây đề già lắm quý vị ạ. Cũng chẳng biết nó là bao nhiêu năm nhưng mà của thế hệ trước chơi. Vâng ạ. Của gia đình thì giờ mình bảo tồn lại. Kính thưa quý vị, Bó Xá Đá Huy vừa cùng anh Tư và cùng các anh đi tham quan một lượt vườn của anh Tư. Cái quy mô rất rộng quý vị ạ. Thì do cái thời lượng video hơi dài nên Bó Xá Đá Huy sẽ xin dừng cái thước phim chia sẻ tổng thể vườn anh Tư ở đây. Sẽ trở lại với quý vị trong những cái thước phim sau. Sẽ còn rất nhiều cái thước phim ở vườn anh Tư quý vị nhé. Quý vị sẽ cố gắng đón xem vào những cái thước phim sau. Xin được cảm ơn các anh nhá. Chào tạm biệt các anh. Và Bó Xá Đá Huy cũng xin được cảm ơn quý vị. Nhông nước tụ lại. Và sẽ trở lại với quý vị trong thước phim sau. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Làm chi tiết thì bây giờ